Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái phần mềm mà để nuôi nick Facebook, tên của nó là Cà Chua Ke. Thực ra là cái phần mềm này tôi cũng đã phát triển được khoảng 1 năm. Đến bây giờ thì tôi cũng đi vào tương đối ổn định và hiện tại là trên hệ thống tôi đang nuôi có khoảng 3.000 nick Facebook trên 3 chiếc máy tính, gồm có một chiếc máy tính bàn và hai chiếc máy tính xách tay. Thì nhiều người có hỏi tôi cái câu hỏi là nuôi nick để làm gì? Thực ra câu hỏi này thì rất nhiều người hỏi. Và mọi người cũng có nhìn thấy cái phần mềm này và cũng không biết là cái phần mềm nó có thể đem lại cái hiệu quả và có cái tác dụng gì hay không. Thì hôm nay tôi xin trả lời là cái phần mềm này sẽ hỗ trợ cho mọi người có thể nuôi được một số lượng lớn nick. Và ở đây chúng tôi đang có hai phiên bản, một là phiên bản miễn phí thì anh em vẫn có thể nuôi được vài nghìn nick thoải mái. Và một phiên bản nữa là phiên bản nâng cao, đó là cái phiên bản trả phí thì là khi mà đã nuôi được nick rồi ấy, thì bắt đầu đi vào cái công tác kiếm tiền. Thì lúc đấy là mọi người phải trả thêm một cái khoản phí cũng không nhiều, khoảng vào khoảng 100.000 một tháng với một tính năng là mọi người có thể dùng cái phần mềm để khai thác và hỗ trợ cho công việc kinh doanh của mình được tốt hơn. Thì cái việc nuôi nick nó rất là quan trọng. Với cái đây một thời gian trước ấy thì cái lượng tương tác của Facebook nó vẫn rất là tốt, thì khi mà mọi người đăng bài lên ấy thì có thể có nhiều người vẫn nhìn được là những cái bài viết của mình. Nhưng mà sau khi một thời gian thì cái chi phí quảng cáo ngày càng đắt đỏ, rồi là cái lượng tương tác nó giảm dần, làm cho cái hiệu quả trên Facebook nó ảnh hưởng rất là nhiều. Vì thế là cái việc mà mình nuôi một cái dàn nick để có thể tự tương tác cho những cái bài viết của mình, một là có thể tạo cái hiệu ứng, tăng cái lượng like, tăng lượng comment và tăng lượng share để cho những khách hàng vào sau có thể nhìn thấy cái hiệu quả tạm thời lần trước của bài viết và họ sẽ tin tưởng hơn ở cái sản phẩm của mình. Cái thứ hai là nuôi nick thì mọi người vẫn có thể dùng chính những cái nick đấy để đi kết bạn với những người thật, trở thành khách hàng tiềm năng của mình. Và khi mà mình muốn kết bạn với những nhóm người nào đấy thì mình sẽ chỉ định hoặc là mình sẽ đi tìm những cái group hoặc là tìm những cái nick mà có nhiều người thật tham gia kết bạn nhất. Lúc đấy mình sẽ cho cái hệ thống nó sẽ tự động đi để kết bạn cho mình. Giả sử như là nếu như mà trong tay các bạn đang có khoảng 1.000 nick Facebook và mỗi một nick Facebook các bạn có từ 3 đến 5.000 bạn, thì tương tự như lúc đấy giờ các bạn sẽ có từ 3 cho đến 5 triệu người. Nếu như trong khoảng 3 đến 5 triệu người là bạn đấy mà mỗi một cái tỷ lệ bạn là người thật chiếm khoảng 50%, thì các bạn sẽ có từ 1 triệu 6 cho đến 2,5 triệu người. Giả sử là bây giờ tôi sẽ đăng một cái bài viết của tôi lên trên 1.000 nick đang có, thì trong 1.000 nick đấy sẽ có rất nhiều người được tiếp cận đến cái bài viết đấy. Và mọi người nhìn thấy bài viết, nếu là cái sản phẩm mà họ đang quan tâm, thì chắc chắn cái đấy sẽ đem lại hiệu quả không hề nhỏ cho các bạn.